Hoàng Lâm Hương xin kính chào quý khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, trong buổi phát hình hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 21 tháng 1, 2008, như thường lệ, Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn lại đến với chúng ta trong tiết mục Đọc Báo Vẹn. Thưa quý vị, sau phần đọc thư tín của quý vị khắp nơi gửi về sẽ là một số tin tức mới nhất từ trong nước để cho chúng ta thấy được những thảm trạng mà người dân đã phải chịu dưới chế độ của Việt Cộng từ nhiều năm qua. Xin kính mời quý vị khán thính giả bắt đầu theo dõi qua màn hình của SBTN tại Bắc Cali sau đây. Đọc báo vẹm để thấy những cái loa tuyên truyền của Đảng Việt Cộng lố bịch và kịch cỡm ra sao. Đọc báo vẹm để thấy một xã hội thối rữa nhầy nhụa thế nào dưới ách cai trị độc tài của lũ độc ác phi nhân Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Khôi xin kính chào quý vị, cùng với Hoàng Tuấn chúng tôi xin được trở lại chương trình Đọc báo vẹm tuần này. Hoàng Tuấn xin chào Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn xin chào tay ngồi tất cả quý vị. Mở đầu chương trình chúng tôi xin có một số những lá thư email nhận được và xin trả lời cùng với quý vị hoặc là chia sẻ với quý vị. Băng Tâm xin gửi đến Hoàng Tuấn và anh Nguyên Khôi những mẫu chuyện. Xin chào anh Nguyên Khôi và chú Hoàng Tuấn. Cảm ơn anh và Hoàng Tuấn đã cho nghe những mẫu chuyện cười ra nước mắt của Đọc báo vẹm. Riêng cảm ơn Hoàng Tuấn đã đọc những mẫu chuyện ngắn thật hay và thật dí dỏm. Xin gửi Hoàng Tuấn một mẫu chuyện do chị viết với bút hiệu là .. Đây là chuyện giả tưởng dựa theo những chuyện có thật ngoài đời. Tên và nhân vật cùng địa danh đều là tưởng tượng cả. Xin đừng nêu tên thật của chị ra. Tiếp đó là một bài viết của một anh không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng rất dí dỏm, anh này có lẽ trong khoảng tuổi năm bó. Kèm theo đó là những chuyện của người miền Bắc đã viết về cái khổ của dân miền Bắc theo kiểu cười ra nước mắt. Đây cũng là một lối đọc báo vẹm đấy. Nếu Hoàng Tuấn có thời giờ và thấy được thì xin đọc cho thính giả nghe. Cảm ơn Hoàng Tuấn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn đã cho chúng tôi những nụ cười ý nhị trong lúc đọc báo vẹm. Xin chúc anh Nguyên Khôi, Hoàng Tuấn và các anh chị em Đài Quê Hương cũng như chị Đoan Trang luôn bình an và nhiều may mắn trong mọi việc. Thân chào Băng Tâm. Những mẫu chuyện gửi bằng cách nào anh? Có gửi kèm theo một cái attachment và Nguyên Khôi sẽ chuyển cho Hoàng Tuấn. Cảm ơn chị Băng Tâm rất là nhiều. Thưa quý vị, chị Băng Tâm thì là như quý vị qua cái email này cũng biết, chị ở Bắc California và chị có chẳng những xem truyền hình SBTN hoặc là truyền hình quê hương mà chị cũng là thính giả của Đài Phát thanh Quê hương. Cảm ơn chị và chị cũng là một trong những thính giả đã rất là tích cực yểm trợ các chương trình, các lời kêu gọi của đài mỗi lần những chương trình đặc biệt là từ thiện. Đọc báo vẹm, một lá thư thứ hai kính gửi Đài Quê hương. Chương trình Đọc báo vẹm do Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn phụ trách rất ư là tếu, nhất là câu chuyện cán bộ đặc công Việt Cộng xây nhà lúc nào cũng bị sập và thích nhìn nhà cửa cầu cống bị sập. Dạ vâng, về cô Thiên Na Hồ thì chúng tôi nghĩ rằng không những tập sumo squat mà cũng còn tập kết hợp với những môn exercise khác nữa như bơi lội, aerobic vân vân. Chứ thật ra sumo không phải là môn thể dục toàn hảo. Một số khán thính giả của Đài Quê Hương, chúng tôi sẽ chuyển cái thư của quý vị tới cô Thiên Na Hồ. Còn anh Hoàng Tuấn thì anh ấy rất là tếu, như quý vị cũng đã biết, phải không thưa anh? Thì chúng tôi không dám tự nhận, ai muốn bảo sao thì tôi nghe vậy. Và một lá thư khác, chào anh, tôi đề nghị không nêu tên. Dạ vâng, nếu vậy thì chúng tôi không nêu tên đâu ạ. Video clip của Kitty Stock trên YouTube với title Công an chìm và điểm chỉ viên phối hợp với nhau để bắt đồng bào yêu nước biểu tình chống Trung Quốc qua những lời đối thoại của bà ta cũng như qua sự quan sát và phát biểu của nhạc sĩ .. Nếu chương trình của hai anh có thêm một TV plasma phía sau để làm background và sử dụng PowerPoint để slideshow hoặc là phát hình các đài VTV1234, tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Vì hiện nay kể từ show 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, background quá sáng và loáng, âm thanh echo vì phòng bị rộng, không muốn làm mất thời gian của hai anh, nên thư ngắn gọn, chúc sức khỏe hai anh. Khi tên là Thắng, cảm ơn ý kiến của anh, nhận xét của anh. Có lẽ là anh coi trên YouTube, trên Google Video đó, thì có thể là khi mà chúng tôi chuyển sang cái video để bỏ lên Internet như vậy,
cái âm thanh nó bị khác đi, nó không giống như khi chúng tôi thâu ở trong phòng ghi âm và phát trên truyền hình SBTN hoặc là truyền hình quê hương. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao cái tình trạng này nó không xảy ra nữa. Cảm ơn anh đã góp ý rất là nhiều. Rồi về cái đề nghị một cái TV plasma phía sau để làm background và sử dụng PowerPoint để slideshow hoặc là phát hình các đài VTV 1234. Thì thưa anh là chúng tôi cũng đang chờ anh Hoàng Tuấn bảo trợ cho cái chương trình này. Đặc hương, tại vì chúng tôi quá bận đi, vừa phát hình rồi vừa phát thanh, cho nên chúng tôi cố gắng làm trong những cái lượng thời gian và những cái điều kiện mình có. Nhưng mà hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể làm được cái chương trình này tốt đẹp hơn theo những cái đề nghị của anh. Lúc đó mà nếu mà phát VTV 1234 đó Hồng Tuấn, thì đây là đài truyền hình của Việt Cộng, thì lúc đó có lẽ cái tiết mục này sẽ đổi thành là đọc báo xem ảnh vẹm hoặc là xem hình vẹm, chứ không phải tức chỉ đọc báo không. Ý của vị ý của anh này muốn là sẽ có những cái hình để mà minh họa cho những câu chuyện chúng ta nói. Chẳng hạn khi mình nói về chuyện này công an đánh đập đồng bào trong nước hay là cái chuyện gì đó thì mình có cái hình ảnh rõ ràng. Đúng đấy, thì chúng tôi cũng rất muốn làm công việc đó, nhưng mà quý vị cũng thông cảm là bây giờ nếu mà làm thêm những việc đó thì nó lại cần thêm người rồi lại cần thêm nhiều thứ nữa, thì cũng hơi vất vả cho đài, xin quý vị cũng thông cảm cho. Còn lá thư nào? Còn một lá thư nào, chúng tôi còn một cái đúng rồi, chúng tôi hết rồi, bốn lá thư ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị. Vâng, mời anh Hoàng Tuấn bắt đầu đọc báo vẹm đi. Rồi, hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái chuyện mà chìa khóa và ổ khóa. Hay nói chuyện nghiêm chỉnh hay là nói chuyện chúng tôi nói chuyện chỉnh. Rất là đàng hoàng. Hàng nghìn khóa giả sản xuất tại công ty khóa. khóa giả sản xuất tại ngay tại công ty khóa. Đấy. Ngày 14 tháng 1, Công an Hà Nội đã phát hiện vụ làm giả khóa minh khai với số lượng lớn. Số khóa giả được sản xuất và xuất xưởng ngay tại đại bản doanh của công ty cổ phần khóa minh khai. Công an đã làm rõ việc làm giả khóa đã được ban lãnh đạo công ty cổ phần khóa minh khai nhất trí thực hiện. Khi bất ngờ kiểm tra tại kho hàng của công ty ở quận Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 công nhân đang tháo các vỏ hộp khóa Trung Quốc loại dùng cho cửa tay nắm tròn để chuyển sang vỏ hộp khóa minh khai. Từ Trung Quốc mà chuyển qua minh khai. Hơn 1.000 ổ khóa đã được thay đổi nhãn hiệu theo tường trình của các công nhân. Họ được lãnh đạo công ty giao tiếp nhận và chuyển đổi vỏ hộp số ổ khóa trên từ ngày 2 tháng 1 và đến nay đã bán ra thị trường khoảng 300 chiếc. Tối ngày 14 tháng 1 thì công an kiểm tra thêm một kho hàng của công ty nằm ở huyện Thanh Trì. Tại đây 284 thùng khóa đều có xuất xứ từ Trung Quốc và được thay đổi nhãn mác thành khóa minh khai, bị phát hiện và niêm phong. Ông Trương Minh Quang, tên thì Minh Quang mà làm việc không có quan mình tí nào cả, giám đốc công ty cổ phần khóa minh khai thừa nhận, cuối tháng 12/2007, công ty đã đặt hàng và nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 10.000 chiếc khóa theo mẫu mã trên. Toàn bộ lô khóa đã được đặt in sẵn nhãn mác khóa minh khai. Sau khi hàng đã trong kho, đơn vị tiếp tục cho in thêm một số chi tiết trên vỏ hộp như là tiêu chuẩn ISO 9000, đây là một cái tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa. ISO 9000 2000, hàng Việt Nam chất lượng cao 2006, rồi cho xuất xưởng. Trên thị trường giá bán một ổ khóa minh khai loại này là 84.000 đồng, nhưng với loại khóa Trung Quốc chỉ nhập với giá khoảng 30.000. Vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. Anh nghe chưa? Tức là khóa giả mà làm ngay tại đại bản doanh. Và có một chi tiết chúng tôi cũng thấy cũng khá là lý thú là khóa thì khóa của Trung Quốc, chuyển về Việt Nam thành khóa minh khai. Từ đó anh thấy khóa minh khai thì ai mở được? Ai mở được? Chỉ có Lê Hồng Phong mở đây. Chắc trên nguyên tắc. Trên đấy, nguyên tắc ạ. Cơ bản là như thế. Cơ bản là khóa minh khai là chỉ... Anh nói câu đó là tôi rất là sợ là Bác Hồ là sống dậy là phản đối đấy. Chúng tôi chỉ nói về cơ bản thôi. Bảo Lê Hồng Phong, còn ta đây nữa thì sao hả ạ? Còn những cái vấn đề khác thì chúng tôi không dám bàn. Thưa quý vị, bài báo chia của tờ An ninh Thủ đô, 10 ngư dân bị mất tích trong vùng tàu lạ đâm chìm tàu cá. Tàu lạ. Vụ chìm tàu cá và làm 9 ngư dân mất tích xảy ra vào ngày 14 tháng Giêng. Sáng 16 tháng Giêng, Đại tá Nguyễn Trúc Thơm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên xác nhận vụ chìm chiếc tàu cá này có đến 10 ngư dân mất tích. Qua xác minh của đồn biên phòng 352, có 10 ngư dân trên tàu bị mất tích, trong đó đã xác minh được danh tính của 8 người. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết do thời tiết trên biển rất xấu, nên khi bị nạn, chiếc tàu này không gọi được vào đất liền, chỉ phát tín hiệu kêu cứu đến trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển.
đến 9:30 ngày 15 tháng Giêng, trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển mới thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên biết khi xảy ra tai nạn, trong khu vực này có 3 chiếc tàu khác chưa xác định được số hiệu. Sau khi nhận tín hiệu, tàu PY91234 TS bị đâm chìm, các tàu này đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hiện 3 tàu này đã về cảng Cam Ranh tránh áp thấp. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, do cửa sông Đà Răng nước cạn và có sóng to nên không thể điều động tàu của Hải đội 2 làm nhiệm vụ cứu nạn. Chiều 15 tháng Giêng, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng cứu nạn đến vùng biển có tàu bị nạn để quan sát, phát hiện nhưng đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Nguồn tin này từ báo nào anh? Nguồn tin này từ báo An ninh Thủ đô. Thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, là không nói ra, chúng tôi nghĩ rằng là tất cả 80 triệu người Việt Nam ở trong nước và 2-3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại này đều biết rằng cái tàu lạ này là của anh nào của anh rồi. Của anh lớn rồi, không ạ? Thưa quý vị, bản tin này là của An ninh Thủ đô. Chúng tôi cũng xin thưa là bản tin lúc nãy là theo Thông tấn xã Việt Nam. Chúng tôi cũng thiếu sót phần đó bởi vì khi nói tin tức là phải có xuất xứ từ đâu. Và cái chuyện mà tàu lạ đâm vào tàu của ngư dân Việt Nam, chuyện này thì như anh Khôi đã nói là ai cũng biết tàu lạ là tàu của ai. Bởi vì gần đảo Trường Sa. Yeah. Và cái điều rất là đau buồn là đã khoảng 10 ngư dân của tỉnh Phú Yên Khánh Hòa đã bị thiệt mạng, mất tích. Thưa quý vị, khi nói về cái chuyện tàu lạ này đó, thì chúng tôi cũng có nghe một cái chuyện về một căn bệnh lạ ở Việt Nam. Một cái liên quan tới một ông lớn. Có cái ông nọ cũng là thuộc cán bộ cao cấp. Đó, thì không biết tại sao ông ấy bị bệnh. Bệnh mà lạ lắm. Cái lưng thì còng xuống, cái mặt thì lúc nào cũng cúi gằm xuống, mà máu nó dồn xuống mặt, nó sưng đỏ lên, mà nói năng thì lý nhí và lắp ba lắp bắp. Thì bà vợ ông ấy, bà lo lắm, bà mới đi rước một ông lang. Ông lang này người ta đồn đại rất là giỏi. Thì rước ông lang thì bà mới nói là bác ạ, không biết chồng em nó làm sao ấy mà có cái bệnh kỳ lắm, lạ lắm. Lưng thì cứ khòm xuống, mặt thì là cứ sưng to mà máu nó dồn xuống. Anh nói thì nó kỳ, cứ như là bị là ma quỷ nó ám ấy. Bây giờ em không biết làm sao. Thì ông làng này ông nói thế, chị có biết là anh nhà có thường đi đâu và làm việc gì không? Dạ không biết. Ông ấy làm cán bộ, ông ấy đi đâu thì em không dám hỏi. Em chỉ biết có một việc là cứ tiền đô mang về, vàng mang về thì em cất. Chứ còn cái việc khác thì em không biết. Thế ông nói thôi, được rồi, thế thì để tôi nhé. Tôi chị cứ ra ngoài kia đi, để tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi xem mà tôi chữa cho. Khi mà sau khi ông ấy nói chuyện xong rồi, cái ông ấy bảo với bà vợ là thôi, chị ở nhà, tôi đưa anh ấy đi, tí là về là sẽ khỏi thôi. Thì đi xong rồi về cái thì ông ấy khỏe mạnh ra bình thường. Hay thật, bác giỏi thật đấy. Thì bác có thể cho em biết là nhà em nó bệnh như thế nào không? Nó chả có gì, thì anh ấy đi theo phái bộ ngoại giao sang Trung Quốc. Thì làm việc khá lâu, chị không biết, nhưng mà anh ấy mới nói với tôi. Thì sang Trung Quốc thì trong phái bộ ngoại giao thì cái mặt là phải cúi xuống, lưng thì phải khòm, mà nói năng thì không được nói to, mà nói lý nhà lý nhí, chứ không được nói to. Lâu ngày thì nó thành bệnh nghề nghiệp. Thế thì bác làm sao mà bác chữa giúp được, bác chữa được. Dễ thôi, tôi mang ra công an phường ấy, ngay cái văn phòng mà tiếp dân đấy. Khi mà dân đến ấy,